Anh gửi qua qua đây, anh bật cho luôn cho xem này. Được chưa? Đây là phát âm này, phát âm 3 buổi được chưa? Các nối âm là trọng âm này. Đây mình thấy ở đâu đâu Nhìn đây thấy, nhìn thấy chưa? Đây anh trình bày ok đây. Đây nhá. Đây là phát âm này, được chưa? Phát âm này, sau phát âm là tên và tước hiệu thì là cái bài mà em học với bài 1 ấy. Sau này anh sẽ dạy lại em cái phần đó. được không Và ngoài ra thì anh sẽ kết được hợp với không đây các thì ngữ pháp các thứ đây. Học thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại đơn các thứ. Đương nhiên là cái lộ trình này nó chỉ là cơ bản thôi, còn vấn đề là trong quá trình học anh sẽ điều chỉnh theo năng lực của người học. Dạ vâng, Chứ còn rồi đó anh xem thế nào, điều chỉnh sao cho em hợp nhất. nhưng mà điều chỉnh thế nào thì điều chỉnh em cũng vẫn phải học, chứ còn điều chỉnh mà em không học, xong ví dụ như là giao bài tập về nhà nghe trước các thứ không không làm thì chịu. Đây này, ví dụ như là có những cái phần bài tập rất là rõ ràng đây, quay video các thứ, nhưng bởi vì là em học một một nên anh không yêu cầu quay video á. Đây này, làm bài tập từ vựng này, xem bài tập nối âm cái này. Cái này thì nó sẽ có bài tập từ vựng sang tuần, anh sẽ gửi cho sang tuần sẽ học các cái bài trước tên tước hiệu các thứ thì sẽ ôn lại nữa, được chưa? Còn em học hết ba bài, tức là bài tảng người và tảng quần áo, em đọc được ba cái Dạ bài đấy vâng. xong thì anh sẽ dạy lại cái phần này, sau đó thì sẽ tiếp tục luyện tập tả quần áo và tả thời gian, nói theo các cái mẫu câu đấy, và có Dạ các cái chủ vâng. đề đây này, nó có các chủ đề như này chưa đó. Sau đó thì cái luyện tập tả tranh TOEIC thì cái này là anh kết hợp với lại cái giáo trình TOEIC mà anh đang dạy thôi. Rồi đó, và có cái phần tùy, nếu mà em muốn ý viết email thì viết, nhưng mà thực sự là như bản thân em thì không phải người đi làm nên anh cũng không khuyến khích học cái phần này, người đi làm thì họ mới cần, chứ còn mình thì mình tập trung vào cái khác hay hơn, được chưa? Rồi ok, đó là cái lộ trình. Chúng ta tiếp tục quay lại với bài ngày hôm trước chúng ta đang còn đang dở. Hôm nay đến bài tầng Rồi hôm trước học hết bài 2 rồi đúng không? bài hai vâng. Rồi bây giờ trước khi vào bài 2 thì anh sẽ giới thiệu cho em một chút về giới thiệu bản thân để mà em có thể nói, ví dụ như là gặp ai đó hoặc là gặp người nào đó mà họ yêu cầu em giới thiệu bản thân thì em có thể nói được đúng không? Thứ nhất là xin chào mọi người là gì? Hello everyone, được chưa? Tên tôi là Hoàng Thị Thủy đúng không? Tôi bao nhiêu tuổi? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 22 2 tháng. Tôi đến từ Việt Nam. Gì nữa, em muốn giới thiệu thông tin gì nữa? Xin chào, tôi tên là Thủy, tôi 22 tuổi, tôi đến từ Việt Nam, rất vui. Rất vui khi được gặp các bạn đúng không? Còn Cái câu mà rất Hàn, vui tôi đến từ không? hả? Tôi đến từ Hàn, tôi đến từ Việt Hà Nội Việt Nam á, tôi Hà Nội Việt Nam, tôi đến từ thành phố thủ đô Hà Nội của Việt Nam Nhưng mà vấn đề đúng là em ở Hà Nội, anh tưởng em ở Thái Nguyên. không? Thì không phải, nhưng mà khi mà giới thiệu ấy thì phải nói là Hà Nội, tại vì Nhưng ở bên này người ta nó không biết kiểu Thái Nguyên nó nhỏ ấy, nên là phải nói là ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ biết rõ hơn không không cần. Ôi giời, á. nó hỏi là thật sự mà nói là nó hỏi mày đến từ đâu, mày đến từ Việt Nam đúng không? Hỏi có Hà Nội có khi nó còn chưa chắc đã biết mà mình nói như thế nó không đúng thông tin. I'm from Thái Nguyên. Where is Thái Nguyên? It's about seven. Cái đấy thì sau này anh sẽ dạy sau, được chưa? Còn cái vấn đề cơ bản, cái đây là đang là bởi vì em học cái cơ bản nhất nên anh sẽ giới thiệu cái cơ bản nhất đúng không? Rồi gì nữa? Tôi tên 22 tuổi này, tôi đến từ Việt Nam.
Rất vui mừng khi được gặp các bạn là gì? Nay từ mua gì? Nay Nice à? to meet you. Nice to meet Okay. you. Nice to meet Được chưa? Cái này đã là cơ bản rồi, tức là giao tiếp rất cơ bản. Chào, tên, tuổi, quê quán và hân hạnh được gặp bạn. Thế là cơ bản nhất rồi. Còn nếu như em muốn nói số điện thoại của tôi thì là gì? Thôi tự dưng phải nói số điện thoại ra không Đang liên nói ví quan. dụ đúng không? Người ta xin số Rồi. điện thoại, ví dụ không phải là, tại sao lại không phải, ví dụ như là nói đúng không? Em đi làm báo cáo hoặc là em bây giờ em đi kết bạn thì đương nhiên phải xin số điện thoại để mà liên lạc với nhau. Chứ còn tự đương nhiên là cái này là phần bổ sung nhá, còn em có thể dừng dừng ở cái cụm nice to meet you hoàn toàn ok nhá. My phone number y này. Bởi vì tại sao lại nói số điện thoại, bởi vì mình học cái phần này rồi. Là cái gì đấy? Tùy em tự nói ra. Và địa chỉ email của tôi là cái gì đấy thì em tự nói ra được chưa? Em đang học ở trường mà thôi, chẳng cần đâu. Bây giờ Nhưng nói đi. mà cần mà tại vì giới thiệu là cần chứ ra trường phải giới thiệu em có rồi thầy đã trước thầy chỉ cho thì Trường người gì? Nhật học ở trường và đến Nhìn cái gì, trường gì? đợi để em xem Ôi, ôi, mẹ ơi, tên trường gì đấy? ở Đậu. đâu á thôi thôi đấy được rồi Rồi, cái gì đó, school hoặc university tùy em. Cái đấy em phải hỏi lại xem là cái tên trường của em nó đọc nào, bởi vì anh cũng không biết tên trường của em đọc nào đâu. Rồi, đọc từ đầu nào. Nhận vâng hello hello everyone Đọc my lại everyone. name hello everyone Không phải my every, không every mà every. every Cái vào của nó không đọc nhá, nó chỉ chạm môi thế thôi. Every. every Everyone. everyone Hello everyone. Hello everyone. Rồi. My name's Hoàng Thu Thủy. Hoàng Thu Thủy. Rồi. I'm 22 Nhìn thấy chữ S ở dưới không? years old. Rồi, lại từ đầu nào. Hello everyone. My name is Hoàng Thu Thủy. I'm 22 Yes, years old. đấy, đọc đấy, đấy những cái âm này mà mày còn cứ bị sai như thế thì làm sao mà tao yên tâm tao dạy phần tiếp theo được. Đọc lại. Hello everyone. My name is Hoàng Thu Thủy. I'm 22 years Đấy, mất Sao? year old à? Yes, Nói âm luôn year oh. Yes, old. yeah, Year old. oh. Yes, không phải oh. Âm Z Yes, nó nói âm luôn nhưng còn dầu. Years old. I'm 22 years old. Yes. years Nó có âm old. Z nha, không có âm Z là bị sai, đừng có year dầu vào đấy, nó không phải tiếng Việt đâu. Years Yes, old. I'm 22 years old. I'm 22 Ok. years old. I come from Vietnam. Come from, không nhất thiết phải nói là come from đâu. I come from Vietnam. I come from Vietnam. Rồi. Nice to meet you. Rồi, đọc lại từ đầu. Hello everyone, my Nó không phải là name he nhá, nó là her. Hello. Hoàng. Hello, Hello everyone. hello Là everyone, every từ my đấy 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 đấy. Hello everyone. Em. Hello everyone. Rồi.
Hello, everyone. Đừng đọc My là name every như thế. Nó chỉ là is every, everyone. Hello, everyone. My name is Hoàng Thu Thủy. I'm 22 years old. Rồi được. Hoặc là em không không nối âm được thì em đọc là years old. Yes, Nhưng mà phải có S ở đấy, hiểu không? Nó đọc là Z, years. Tiếp đi. I come from Vietnam. From, đừng đọc là from như thế nó nặng. From. I come from Vietnam. Rồi. Nice to meet Meet you. you. Miss Nối âm đó. Meet you. Miss Không có S. you. Miss Hoặc là em không đọc được như thế, em đọc là meet you. Me you. Miss you. Rồi. Nice to meet you. Nice to meet Có S là nice. Nice to meet Đấy, không có S là meet. Nice to meet you. Rồi. Sao lẫn lộn vậy trời, em Đọc không có là tự thêm đâu, nhưng tự vào mồm mày thì mày chứ. không tự thêm ai thêm. Hello, Đọc lại nào, từ đầu. everyone. My name is Hoàng Thu Thủy. I'm 22 years Đúng rồi. old. I'm from Vietnam. Không có I'm come from nhá, I come from. I come from Vietnam. Nice to meet you. Rồi, ok, nice to meet you. Okay. Nice. To đọc bật hơi ra. Ok nhá. Rồi cái my phone number thứ thì tự luyện nhá. Tóm lại là bây giờ phải luyện được nói được cái câu này rồi. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục đến cái bài ngày hôm nay. Đọc là close. Close. Rồi. Which one, nối âm này, which Which one? Which one đấy. one? Which one? Rồi, which one is David? Which one is David không có S em ơi. David Rồi, which one is David? Which one is David? Rồi, David hỏi chấm bởi vì nó lên giọng cuối câu. David. Rồi. Tiếp, James. there he is. James. Rồi, he's wearing a jacket. He's wearing a jacket. Rồi đúng rồi, and a tie. And a tie. Rồi, mọi anh dừng một chút này. Em đừng hỏi với anh là anh ơi học bao giờ thì xong, anh ơi học bao lâu thì được, mà em hãy hỏi chính bản thân em câu đấy. Ví dụ giả sử những cái phần mà anh sửa mà em làm được ok rồi thì anh sẽ chuyển sang phần mới. Nhưng mà vấn đề là ví dụ như cái âm S nice đọc mãi mà cứ không có S á, em không hình thành cho mình được cái thói quen đấy thì thành ra em bị học chậm. Mà học chậm thì phải học lâu hơn, nên là em phải tập trung hơn vào những cái đó. Anh biết là bình thường em rất là bận và có những cái việc khác phải làm, nhưng Tuấn vấn đề là những cái lúc mà mình học mình cố gắng tập trung một chút là được, sửa là được mà. Cái này nó đơn giản thôi mà, có gì đâu. Anh còn chưa yêu cầu mày đọc theo cái kiểu là ngữ điệu, ví dụ he's wearing a jacket and a tie. Đấy mới là đúng nhá, không ai nói là he's wearing a jacket and a tie đâu nhá. Hiểu chưa? Nó còn có cái trình độ nó khó hơn, nên là bây giờ em phải đọc cái S các thứ của nó đúng đã. Rồi, nên là phải cố gắng phần đó. Rồi, tiếp tục. He's got reddish blonde hair. He's got and he's got. Đọc lại nào. And này, đây này, and a tie rồi xong đúng không? And he's got. And he's got. Rồi, reddish. Reddish. Blonde hair. Long hair. Rồi. Okay. Okay. Thanks. Lẻ lưỡi. Thanks. Rồi. Đọc lại từ thanks một chút nào. Thanks. No, not thank, not thờ. Thanks. Thanks. Đọc cái từ xanh, màu xanh á, hiểu không? Thanks. 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 Rồi. Tạm tạm chấp nhận nhé. Rồi, tiếp này. I'm looking for Janet. I'm looking for Janet. Đấy, em đang bị I'm looking for Janet mà lại còn có S mà nó y xì người Việt. I'm looking, đọc nhẹ cái từ am thôi, đọc mạnh vào động từ looking. I'm looking for for Janet. 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 Không có S, không có S nha, nhớ nha. Cái đầu tiên em bị có S là sai, đọc lại câu đó nào. Nhấn mạnh vào looking. Looking. Rồi, nhấn mạnh I'm looking for Janet.
I'm looking for Janet. Okay, good. Very good. Oh. Oh. She's wearing a long dress. She's wearing a long dress. So, Long dress. long dress. Rồi. Đọc lại. Oh, she's wearing a long dress. Đúng Đọc đi. lâu Oh. oh She's có em nha. She's wearing a long dress. oh she's wearing Long dress. Em đọc. this Dress, dress, dress. oh she's wearing a long Dress, the rest luôn ấy, đọc thành the rest luôn cho anh. The rest dress luôn. dress Âm e luôn rõ ràng đó, dress. oh Đọc lại eo. She's. She's She's. she's Rồi, she's wearing a long dress. she's wearing a long dress. Rồi. And she's got glasses. Oh, she's got glasses. Rồi. Tiếp này, does she have long hair? Does she have a long hair? Lại have vào rồi. Does she have long hair? Does she have long hair? Rồi. No. No. It's not really long. It's not really long. Rồi. Which one is wrong? Which one is wrong? Which one? Đọc như thế. Which one is wrong? Rồi, which one is wrong? Rồi. He's wearing a dark suit. He's wearing a dark suit. And a tie. And a tie. Anh bảo nếu như có cái từ nào em cảm thấy phát âm của nó lạ và nó không như cái kỳ vọng ở trong đầu em ấy thì em phải anh ơi dừng lại một xíu để em ghi lại từ này. Hiểu không? Chứ em đừng để nó trôi. Cái nào em không biết em ghi lại, cái nào em không biết em hỏi. Cái nào em không có tóm lại là em thắc mắc là em hỏi luôn. Thì nó không bị trôi thì nó mới học nhanh được. Chứ bây giờ ví dụ anh đọc như này là cái của anh đọc đúng không? Em không biết em cũng chẳng thắc mắc, xong đến lúc nó trôi đi mất, sau lại thành ra công cốc. Rồi, tiếp này, and sneakers. And sneakers. Sneakers có S em. And sneakers. Rồi. Sneakers. Sneakers. Rồi. Okay, thanks. Okay, thanks. Thanks lẻ lưỡi ra. Okay, thanks. Thanks có S ở cuối em. Okay, thanks. Rồi. I'm looking for Barbara. I'm looking for Barbara. Barbara. There she is over there. Sorry. There she is. There she is. Over there. Over there. Đọc lại từ there đó này. There. Lẻ lưỡi ra. There. 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 Rồi. She's wearing She's wearing white pants. She's wearing white pants. 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 And a red blouse. And a light brown. Red blouse. And a red blouse. Không có S ở red em. And a red blouse. 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 Rồi. The one with a scarf. The one with a scarf. Scarf. The one with a scarf. Rồi đúng rồi, scar nó là scarf. Bởi vì nó câu hỏi nên nó sẽ đẩy giọng lên thôi. Rồi, tiếp. Yeah. Yeah. Tiếp này, nối âm này. Who's Zandy? Who's Zandy? Who's Zandy? Who's Zandy? Okay. Tiếp này, he's wearing shorts. He's wearing shorts. And a t-shirt. And a t-shirt. Shirt. Shirt. Đó, đó là cái shirt mình phải bật hơi cho nó đúng. Đọc lại này. He's wearing shorts and a t-shirt. He's wearing shorts and a t-shirt. 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 T bật hơi này. T-shirt. T-shirt. Không có S ở sau đâu. T-shirt. T-shirt.
suit. Rồi. He's got short blonde hair. He's got short long hair. Short. He got short blonde hair. Rồi, he's got short blonde hair. He's got short blonde hair. Rồi, tiếp này. Oh, I see him. Oh, I see him. Rồi, thanks. Thanks. Đừng đọc là thanh, nó là xanh mà. Thanks. Thanks. Có S rồi. Số 5 này, tiếp. I'm looking for party. I'm looking for party. 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 Mày đừng đọc thành party, nó thành bữa tiệc mất. À, đúng rồi. Hay. Ô, cái chỗ này là bữa tiệc mà. Không. Đúng không? Party nó phải có thêm một AR. Ừ. Và có một chữ tờ thôi. Tiếp. There she is. There she is. Rồi. She's wearing a yellow skirt. She's wearing a yellow skirt. Rồi, skirt không có S em. Skirt. 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 Rồi, a blue blouse. A blue blouse. Blouse có S. A blue blouse. Blue đọc là blue một âm thôi. Blue. Blue. Blouse. Blue blouse. Blue blouse. Rồi. And red. And red sandals. And red sandals. Sandals. And red sandals. Sandals. Go ahead. Sandals. Rồi. Thanks. Thanks. Rồi, đúng rồi. Tiếp này. Is Mary here tonight? Is Mary here tonight? Rồi, không có S ở tonight nhá. Is Mary here tonight? Is Mary here tonight? Tonight. Tonight. Rồi. Yes. She is. Yes, she is. Rồi. See her over there. See her over there. She is wearing jeans. She's wearing jeans. 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 Rồi. And a green shirt. And a green shirt. 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 Rồi. Jeans and a green shirt. Jeans and a green suit. Rồi. Yes. Yes. And she's wearing a funny hat. And she wear and she wearing a funny hat. 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 Rồi, okay, good. Tiếp này. Bài 8. Where's Ken? Where's Ken? Rồi, yeah. Oh. Oh, the bodybuilder. The bodybuilder. The bodybuilder. The bodybuilder. I'm sorry. The bodybuilder. Rồi. He's here somewhere. He's here somewhere. He's here somewhere. Some không có bật hơi, nó là some xc á. Mày có theo dõi video mới nhất của tao trên somewhere. Trên Facebook không? XC. He's à here. Có lò xo cái gì mà xù nhẹ phải không? He's here somewhere. Somewhere. Rồi tiếp. He's wearing he's shorts. Here somewhere. Rồi đúng rồi. He's wearing shorts. He's wearing shorts. Shorts không có tờ nữa, nó chỉ có ms thôi. Shorts. Rồi and a tie shirt. He's and a tie shirt. Rồi as usual. As usual. Rồi tie shirt. Tie shirt. Rồi yeah. Yeah. He likes to show off his muscles. He likes to show off his muscles. Muscles. Hey, muscles. 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 The off. Em đọc lại. Show off. Show off. Show off his muscles. Show off his muscles. Đừng có đọc là muscle. Off. Nó no, không phải là off đâu, nó off. Có F hay em? Muscles.
Chưa? Anh đọc lại cho em chữ mát sử. Muscles, em đọc là muscles thôi. Muscles. Có S ở cuối, muscles. Muscles. Được chưa? Rồi bây giờ em tự đọc lại xem nó sai đến khoảng 90% không nào. chắc chắc which one is David? David. Which one is David? Okay. David. David không có S rồi. Okay. David. Không có vừa nhắc câu. David. Rồi which one is David? Which one is David? Okay, good. David. Không có S, không có S, không có S. David. Rồi. There he is. Rồi. He's wearing a jacket. Rồi. In tie. And tie. And he's got reddish blonde hair. Reddish blonde hair. Reddish. Reddish. Shh, bày hơi đợi đẩy hơi ra các bạn. Reddish. 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 Rồi. Reddish brown hair. Rồi. Okay, thanks. Rồi, okay, good. Very good. I'm looking for Janet. Janet. I'm looking for Janet. Không có S em. Đấy, mày cứ bị tao bất lực. I'm looking for Janet. Janet. Rồi, tiếp đi. She wearing a long dress. Đấy. She's thứ nhất và dress. Dress. And she's got glass. Đọc lại cái câu này đã. She's wearing a long. She's wearing a long dress. She wearing a long dress. She's có S mà. She's wearing a long dress. Rồi dress đọc thẳng thành the dress trong tiếng Việt luôn á. Dress. Rồi. She's wearing a long dress. Dress. Cầm tiền đi chợ luôn. Đó. And she's got glass. Glasses. And she's got glass. Rồi. Does she have long hair? Does she have long hair? Em chú ý nha, she là she, nó không có she đâu nhá. Does she has long hair? Does she have long hair? She. She. Does she have she's long hair? Does she have long hair? Đừng có have a, have long hair. Does she have long hair? Rồi tiếp. No, it's not really long. Rồi. Which one is wrong? Lại em nghe, em tự đọc xong em tự nghe lại xem bản thân mình sai ở đâu ấy. Ví dụ như là câu vừa rồi là em có biết mình sai ở đâu hay không để ý? Câu này á, which à wrong mẹ non. Không phải. Phải. Is của em nó không có S. Nếu em không tin thì em có thể xem lại cái video này bởi vì anh có quay lại. Which one is wrong? Which one is long? Tức là ví dụ như thế, em nghe em nói xong em nghe lại ngay biết ngay mà. Tức là is của em nó đang không có s, sai. Tiếp nào. He's wearing a dark suit and a tie. Rồi ok, good. Tiếp. And sneakers. Sneakers. And sneakers. Có s ở cuối. And sneakers. Rồi tốt. Sneakers. Rồi. Okay, thanks. Rồi. I'm looking for brand. Barbara. Barbara. I'm looking for Barbara. 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 Rồi. I'm looking for Barbara. The she is over the. There. Nó lại there. Yeah, she is. Lè lưỡi ra. There. There. There she is.
She is over there. Rồi. She is wearing with pants and a red blouse. Đó, đọc đang bị sai này. Ghi lại cho anh từ white, phiên âm thành AI. In cái đấy ra chưa? Em in rồi. Ờ, phiên âm thành AI đọc là white. White là màu trắng ấy, biết không? Dạ vâng. White. White pants. White pants. And a white red blouse. Pants. And a red blouse. And a red blouse. Blouse có S and a red blouse. Rồi. The one with a scarf. A scarf. Rồi. Yeah. Who's Jenny? Rồi, tốt. He's wearing socks and a t-shirt. T-shirt là cướp đây em ạ. T-shirt. Rồi. Tiếp. He's got short blonde hair. Rồi. Oh, I see. I see him. Oh, I see him. Rồi. See him. Oh, I see him. Thanks. Rồi. Thanks. I'm looking for Patty. 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 I'm looking for Patty. The scene is she wearing a yellow skirt. Ghi lại cho anh này, từ này đọc là skirt, ơ dài. Cái chân vào từ đó ghi là ơ dài rồi đấy. Skirt. Em luyện với Elsa cho anh từ này nhá. Yeah. Luyện từ white là một, từ skirt là hai. Skirt, white. Từ blouse là 3, từ này này. Từ này em cũng đọc sai. Blouse là 3. Blouse. Rồi. Tiếp. And this sandals. Red sandals. Em mà. Em. And red sandals. Sandals, rồi. Thanks. Thanks. Rồi. Is Mary here tonight? Tonight. Rồi. Yes, she is. Rồi. See her over there. Ghi lại cho anh từ này và luyện với Elsa cho anh từ này. There. Yeah. Ghi lại và yeah. luyện lại với Elsa nha. Rồi. Yeah, Tiếp. She's wearing jean and jeans. A green. Ghi tiếp cho anh từ này. Luyện lại từ jeans này. Jeans phải có S thì nó mới là một cặp quần, một quần hai ống được. She's wearing jeans. Rồi. And a green suit. Đấy, lại suit rồi ghi. Suit là good. Shirt. Rồi, ghi lại và luyện lại nha. Anh nói luyện là luyện đấy nha, chứ không buổi sau tao mà kiểm tra vẫn còn không đọc được là tao đấm đấy, chứ không phải là em cứ thích thì em luyện, không thích thì thôi đâu. No, học cho nó nghiêm túc. Tiếp. Jeans and a green shirt. Jeans and a green shirt. Rồi. Yes, and she wearing a funny hat. And she's wearing a funny hat. Ghi lại cho anh từ funny và từ hat. Luyện lại. Funny hat. Rồi. Tiếp. Yeah. Where's Ken? Rồi. Oh, the bodybuilder. Bodybuilder. Mm-hmm. He's
Some wear Rồi tiếp. is wearing socks and a tight shirt. Rồi. Also, As usual. as usual. Có S ở S. As usual. Rồi. Tie đúng rồi. Rồi tie shirt. Rồi yeah. Yeah. He likes to show off his muscles. He likes to show off his tomato. Show off. Show off his muscles. Show off. Show off his muscles. His muscle. Show off of his muscle. Muscles. His muscle. Đúng rồi, muscles có S. His muscle. Muscles. Muscles. Rồi. Ok nha. Dịch qua bài này một chút này. Em tự dịch đi. Không biết dịch. Tôi cho đến đoạn nào ta? Thôi được rồi nhá. Đây từ từ để được, xem. Được. With Em có dùng cái memorize không đấy? Memorize có. Nhưng mà chỗ em thấy cái memorize đi khó lắm nên là em không vào học. Mày không học là không ấy đâu. Bây giờ đây này, nó có cái này này. Anh gửi lên Có cho cái nào? đây nhá. À, anh cái đó có lộ trình nó dễ hơn không? Em thấy Hả? mấy khó mất. Cái Nó gì? toàn câu khó không à? Cái Nó toàn gì đi đấy? câu khó không? Là sao? Từ bình tĩnh nói nào. À, ở trong cái ứng dụng này toàn cái câu của anh rồi toàn cái câu khó không à, mới đầu vào đất trời em toàn dành bằng hết trơn á. Rồi anh hiểu rồi. Thế thì em mới nói là cái đấy là cho mày luyện nghe không thôi. Còn đây, anh gửi cho mày một cái mới. Nó chính là cái giáo trình này luôn. Cái bài anh soạn anh đang up lên rồi nhưng mà nó chưa xong. Bây giờ em luyện cho anh cái bài 1, bài 2 của nó trước nhá. Nó chính là cái đây, cái phần của em học. Ví dụ đây, bài 1 từ vựng quyển basic tên và tước hiệu, đúng không? Đúng Ví dụ anh ấn vào xem nháp chẳng hạn đây. Thì nó sẽ có em làm học những từ này này. Đúng không? Em học trên máy tính cũng được, điện thoại Full cũng name. được. Đó, nó sẽ có cái âm này. Full name. Đúng không? Đọc mỗi lần em nghe thấy một cái nó đọc full name là em cũng phải nhập nhẩm theo full name luôn, hiểu không? First name. Đó, first name. Tập đọc đi. Full name. Full name thì là cái nào? Cái này là cái thứ ba. Rồi. Full name. Đó, chính xác. First name. First name là cái nào? First name. Rồi. Last Last name. name là họ đúng không? Được rồi. First name là First name là tên. First name. Đó. Last name. Last name là Last name là Last name. họ. Cái thứ ba. Full name. Rồi. Full name là cái nào? Là họ họ và tên. Full Full name. name. Middle name. Last Middle name. name, tên điện. Rồi, last name là Last Last name. name. Last name. Last name họ 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 và tên. Họ và tên là chắc không? Last name. Họ 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 họ. Last name. Đó. Tiếp tên đệm. Tên đệm là last không Nhìn phải. màn hình nhá, Thứ rộng. ba, thứ ba. Middle name. Rồi. Full name. Full name là Full name. Full name. Họ và tên. Full name. Rồi. First name. First name là tên. First name. Last Last name. name là họ. Last name. Đó. Em để Middle ý nó name. có last, nó có s ấy, đúng không? Middle name. Đúng không? Là Middle name. Middle tên đệm. Middle name. Reservation. Nhớ cái từ này không? Reservation này, ở bài 1 đấy. Đặt chỗ. Reservation. Đặt chỗ nhớ không? Middle Có name. Middle name là gì? Middle name. Middle name. Middle name. Tên đệm. Middle name. Reservation.
Reservation. Reservation. Reservation. Đó. Hiểu ý không? Nó cứ học như vậy. Reservation. Đấy. Thì ý là để cho em ôn những cái bài từ đây là cái từ vựng của nó. Reservation. Tại vì em thấy có đợt trước ấy có cái nó dài quá, nó chỉ có mỗi một cái dòng dài thôi, dài không hiểu gì. Cái đấy phải phần sau, đó là phải phần sau em mới học được. Được chưa? Rồi thì đấy cái link mà anh gửi ấy, nó có cái phần bài của những cái này được chưa? Anh đang up lên dần rồi. Thì ý là em học trước thì cũng được. Được chưa? Tí nữa anh sẽ up nốt cái phần 3 của nó. Phần quyển 3 ấy, phần bài 3 ấy, thì để em học cho nó ấy. Anh sẽ không chữa từ vựng nữa nhá. Mà anh chỉ bây giờ anh chỉ hướng dẫn em đọc xong rồi em học xong cái phần từ vựng của bài 3 đấy. Em ưu tiên học phần từ vựng của bài 3 trước, được chưa? Okay. Thì xong sau đấy thì chúng ta sẽ em ưu tiên học phần từ vựng bài 3 trước, buổi sau thì anh sẽ hướng dẫn dịch lại hai cái bài này. Được chưa? Thì sau đấy thì sẽ gọi là sẽ học thêm sau, được chưa? Tiếp này. Đọc này, how are the pants, sir? How are your pants, sir? Rồi. I think they are too short. I think they are too short. Rồi. What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Rồi. Yes. Yes. I think you're right. I think you're right. Rồi. They certainly are too short. They certainly are too short. Rồi. Can you get me a longer pair? Can you get me a longer pair? Rồi, do you like this blouse? 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 Rồi, tiếp. Well. Well. I think it's a little too big. I think it's little too big. Big, không có s em. Well, I think it's a little too big. Rồi, I guess so. I guess so. Yes. Yes. It is pretty big. It's pretty. Pretty big. No, it's pretty big. It's pretty big. You definitely. No, you definitely need a smaller one. You definitely need a smaller one. Definitely là một cụm đặc biệt đó. Definitely. Xong need nó là một từ thứ hai. Đọc lại nào. You definitely need. You definitely need. Need. No, a smaller need. One. A small one. Smaller. Smaller. Smaller one. You definitely need a smaller one. No. Yep. Are the sneakers comfortable? Are the sneakers comfortable? Well, I think they're a little small for me. Too small. Rồi, let me find a bigger pair. Rồi. Tiếp nào. Are those jeans
rice. Jeans all right. Are your jeans all right? No. Yep. I'm afraid they are too big for me. I'm afraid they are too big for me. Rồi. Okay. Okay. Then let's find a smaller pair. Then let's find a smaller pair. 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 Rồi. Tiếp này. How does the t-shirt fit? How does the t-shirt fit? How does... Có F. How does... The t-shirt fit. T-fit. Đọc lại nào. How does the t-shirt fit? How does the t-shirt fit? Rồi. Tiếp nào. Is it too tight? Is it too tight? Rồi. Do you have a looser one? Do you have a looser one? Looser one. Do you have a loose one? Looser. Looser one. No. Do you have loose a looser one? One? Do you have a looser one? No. Tiếp câu 36. How do you like the sandals? How do you like the sandals? Sandals. Sandals. No. Too big, I'm afraid. Too big, I'm afraid. No. Too big. Too big. No, let me find a smaller size. Let me find a smaller size. 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 No, let me find a smaller size. Let me find a smaller size. Rồi. Em đọc lại, tự đọc lại các bài này nào. How your pants, sir? How are the pants, sir? How are the pants, sir? Rồi. Pants, sir. I think they're too short. Rồi. What do you think? Không có what, không có s là what. What do you think? Rồi, what do you think? What do you think? Rồi. Yes, I think you right. Đọc lại yes, có s nào? Yes. Yes, yes. Air, air nhiều hơn. Yes, yes. Yes. I think you're right. I think you're right. Rồi. They can't lie are too short. Certainly. Ghi lại cho anh từ đó và luyện với Elsa nào. Certainly. 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 They suddenly are too short. Rồi. Can you get party? No. Can you get me? Không có add đâu em. Can you get me a longer party? Pair. Pair. Can you get me a longer pair? Can you get me a longer pair? Pair. Pair. Rồi. Do you like this blouse? Blouse. Do you like this blouse? Rồi. What I think is a little too big. Rồi. I guess so, ghi lại cho anh từ đó. I guess so, ghi lại cho anh từ guess và kiểm tra với Elsa. I guess so. Rồi. I guess so. Yes, it is pretty big. Rồi. Yes, it is pretty big. Yes, it is pretty big. Rồi. You definitely. You definitely. Definitely. You definitely need a smaller one. Need a smaller one. Rồi. Are your sneakers
Sneaker. Sneak, đừng đọc là sneaker, nó sneaker. Amazon sneakers. Rồi. Comfortable. No, comfortable. Ba âm thôi, bỏ từ for đi. Comfortable. Comfortable. Rồi. Where I think they list the small for me. Okay. Tiếp nào. Too small. Too small. Rồi. Too vật hơi ra. Too small. Rồi. List me find a bigger price. Let me find a bigger pair. Pair. List me find a bigger pair. Làm gì có từ nào mà list? Let. Let me. Không có s ở let. Let me find a bigger pair. Ghi lại cho anh từ find và từ pair trả lại với nhau xa. Pair. Rồi. Find. Are those jeans all right? Are those jeans all right? Rồi, tiếp nào. I'm afraid they too big for me. Rồi, I'm afraid. I'm afraid. They're too big for me. I'm afraid they are too big for me. Rồi. Okay, then let's find a smaller pair. Pair. Smaller pair. Rồi, how does the t-shirt fit? How does the t-shirt fit? Rồi. Is too tight. Rồi. Do you have a loose on? Loose one. Do you have a looser one? Rồi, tiếp. How do you like the sandals? Rồi. Too big. I'm afraid. Afraid. Nó là e afraid. E á. Afraid. Afraid. Rồi. Rồi, không có S đâu. I'm afraid. Rồi. I'm afraid. Rồi. I'm too big. Let me find a smaller. Không có S ở less lúc này đâu. Let me find a smaller size. Cái gì đấy? Smaller size. Smaller size. Rồi, từ để anh check đã xem là cái bài 3 này nó đã có nội dung chưa. Chưa có rồi. Rồi ok, để anh sẽ bổ sung luôn nhé. Thì một lát nữa khi mà anh bổ sung xong anh sẽ nhắn tin lại cho em để cho em học một cái phần bài đấy nhé. Ok. Về nhà này, một là luyện cho anh cái gì nhỉ? Lấy mấy cái âm mà anh bảo luyện lại đấy, được chưa? Ok chưa? Rồi, mấy cái âm đấy. Với lại thôi, nó cũng chỉ có thế thôi. Với lại xem lại các cái phần đã học nha. Buổi sau chúng ta sẽ học thêm một buổi về cái phần cuối này nữa. Xong sau đấy anh sẽ kiểm tra lại cái phần trước của em. Nếu em ok thì anh sẽ dạy sang phần khác. Còn nếu không chúng ta phải học lại. Vâng. Học lại đúng không? Hả? Vâng. Thế không nha, bây giờ ý là cứ trao đổi thoải mái nhá. Thế là cái bây giờ, tức là em học sau một vài buổi, em có thấy là cái âm của mình nó được cải thiện không?
hay là vẫn thấy như ngày xưa? Cảm thấy vẫn đã biết đọc thêm một chút. Thì tức là dần dần nó sẽ lên, nó không thể nói là một sớm một chiều mà nó được hoàn chỉnh ngay, nhưng em phải luyện và phải kiên trì, và vấn đề là phải học. Rồi, nên là cố lên nhá, không lo đâu. Rồi. Anh gửi cho em cả cái video đó hôm trước ấy, anh chưa gửi cho em ôn lại Ô thế à? cái video, à và cái hôm trước cái hôm trước hôm qua thôi. Rồi ok, để anh gửi lại. Rồi Được. ok, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh.